Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài 2 trang 162 Sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6 Bộ chân trời sáng tạo Bài 2 có yêu cầu như sau Khi quả bóng đập vào một bức tường Lực do, lực, lực do tường tác dụng lên bóng A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng B chỉ làm biến dạng quả bóng C vừa làm biến đổi chuyển động vừa làm biến dạng quả bóng D không làm biến đổi chuyển động và không làm biến dạng quả bóng Chúng ta tưởng tượng khi mà chúng ta một, một quả bóng đập vào bức tường Thì khi mà quả bóng chạm tường thì mặt tiếp xúc của quả bóng và tường sẽ bị lõm lại Như vậy là quả bóng đã bị biến dạng Thứ hai là sau khi đập vào tường thì quả bóng sẽ bị bật ngược trở lại so với hướng chuyển động ban đầu, như vậy là làm biến đổi chuyển động. Vậy là trong bốn đáp án này thì chỉ có đáp án C vừa làm biến đổi chuyển động và vừa làm biến dạng quả bóng là chính xác. Như vậy ở bài 2 này thì các em sẽ chọn đáp án C. Vậy là cô và các em đã hoàn thành bài 2 trang 162 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6 bộ chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập trang lời giải 2 com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.